Tại thành phố của tương lai, nơi của những ánh đèn không bao giờ tắt, vẫn còn đâu đó bóng dáng của những khu ổ chuột bừng hàng. Xem anh hôm nay kiếm được gì này? Của em một nửa, của anh một nửa. Ây chà. À, xin lỗi bé con, ta không để ý. Cháu có làm sao không? Cô bé này. À, bé con, ta cảm thấy cháu có điều đặc biệt đó. Cháu có muốn thử xem không? Chính là vậy. Viên đá phát sáng nghĩa là cháu có thiên phú cảm nhận được thần linh. Trong triệu người chỉ có một người có thiên phú mà thôi. Thật vậy sao? Tuyệt quá. Đây, cậu bé, cháu thì sao? Có muốn thử hay không? Dạ, có ạ. À. Nó không phát sáng ạ. À? Không sao, không sao. Thôi, tạm biệt hai nhóc, ta phải đi đây. Vâng ạ. À. Ơ, ờ, ông làm gì em gái tôi vậy? Thả em ấy ra. Thằng nhóc phiền phức, không có năng lực này. À, không, không được, bắt em gái tôi. Này con bé, sao lại nằm ở đây? Em gái cháu, cháu phải đi cứu em gái cháu. Được, vậy thì theo ta, chúng ta sẽ cùng đi tìm em gái của cháu. Nhưng hắn to lớn và mạnh lắm. Hơn nữa, cháu cũng không biết em gái cháu đang ở đâu nữa. Vậy thì ta sẽ rèn luyện cho cháu. Hãy mạnh mẽ lên và đánh bại tên xấu xa đó. Thật chứ? Thật đó. Từ giờ, cháu có thể gọi ta là sư phụ. Đến giờ rồi, đi thôi. Chó. Bật thông báo ngay kênh YouTube chính thống duy nhất về tướng, trang phục và các sự kiện cộng đồng.